Rồi ngày mai là trong vắt luôn, đảm bảo luôn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nguyễn Phát. Hôm nay là ngày thứ hai mà mình thả cá chép vô cái hồ cá này, thì cho các bạn xem là cái hồ nó đã trong vắt luôn rồi đó, các bạn thấy không? À, nhà xài ba cái vi sinh BSB nè, với lại bộ lọc của mình á là bộ lọc làm từ cái lưới lan giải mùng với lại nhâm thạch thôi. Mà các bạn thấy nước trong không? Để cho tụi nó ăn miếng nha. Nãy giờ các bạn cũng thấy rồi đó, á cá này khỏe, nó ăn rồi đó. Mà vài bữa mình sẽ tập cho nó mút tay mình. Đây nè, cho các bạn xem cái độ trong của nước nè, các bàn tay mình nha. Nhúng vô nước nè. Đó, các bạn có thấy bị đục không? Không có thấy bị đục đúng không? Tại cái này mình chưa có làm cái hút mặt. Nên giờ cái mặt nước nó còn hơi dơ. Nhưng mà cái cục đó như vậy, cái đầu chế mà lọc được như vậy là tốt lắm rồi. Để nhiều bạn cứ nói mình cái hồ này mà chơi cái câu cái gì, thì mình chơi cái câu theo cách của mình, chứ đâu phải phải bắt buộc phải có một cái hồ xịn sò mới được chơi cái câu đâu. Các bạn họ thấy hồ này đâu xịn gì đâu không? Hồ gì thấp tủng lùm tè mà mình được chơi được cái coi. Nói chung là chơi cá là đam mê bất diệt, không có cần nói nhiều. Có cái gì chơi cái đấy. Tại hồ này là hồ cá bảy màu chứ không phải hồ cá coi. Nhưng mà mình cải tạo mình chơi hồ thành cá coi ok rồi. Nè, các bạn thấy năng không? Đi qua đây cho nó đỡ đỏ chá nắng. Đó. Còn thức ăn này cũng chỉ là thức ăn cá bình thường thôi à. Chứ không phải thức ăn cá coi luôn nữa. Nuôi cá nó cũng mập lắm. Mình chơi bình dân mà. Bình dân chứ đâu phải treo sang nữa. Mai mốt mình sẽ làm những cái hồ xịn hơn. À, thư giãn. Nè, cắn tay tao nè. Các bạn thấy đã không? Nước cũng trong lắm, không giỡn đâu. Nước trong quắt luôn á. Đây, nước nó chảy ra nè. Ok, thì mình làm clip này chỉ để thư giãn chơi thôi, với lại mình khẳng định với các bạn là đam mê chơi cá thì các bạn đừng ngại cái vấn đề gì hết, cứ thích là chơi thôi. Còn khi nào cái hậu quả kết quả gì thì nó tính sau, nó tới sau thì mình tính sau. Còn trước mắt vẫn là mình vẫn nuôi được các bạn nha. Để các bạn nói mình không nuôi được trong hồ này thì mình cho các bạn xem. Đây là hai ngày sau khi mà thả cá vô, cá đã ăn bình thường, nước đã rất là trong như hồ cá coi bình thường luôn. Đó các bạn thấy không? Rất là đẹp. Rồi để đóng lưới lại nè. Ok. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Bây giờ mình đóng cái lưới lại để cá nó không nhảy ra ngoài. Bye bye.